một thần tượng Hàn Quốc giống như nữ thần đã yêu nam sinh viên đại học bình thường. Hai người đã có một mối quan hệ vô cùng lãng mạn. Tên anh là Won Jun, anh là một sinh viên đại học bình thường. Để thuận tiện cho việc đi học, Won Jun chuyển đến một ký túc xá chung gần trường. Ngày đầu tiên chuyển đến, anh gặp một cô gái ở cổng ký túc xá. Cô gái tên Jona, cô sở hữu một khuôn mặt khả ái và thân hình đẹp. Cô cũng là cựu thành viên nổi tiếng của một nhóm nhạc nữ. Jona từ lâu ít nói và hơi điên rồ, nên khi Won Jun lịch sự chào hỏi Jona, chỉ im lặng và hút thuốc mà không đáp lời. Khi mở khóa cửa, Won Jun vô tình để lộ chiếc áo bên trong. Mặt sau của chiếc áo được in logo người hâm mộ cuồng nhiệt của Jona. Thấy vậy, Jona đưa ra một cái nhìn hơi khinh miệt. Won Jun không hề hay biết thái độ đó của Jona, mà lại hỏi cô hai người đã gặp nhau bao giờ chưa vì anh thấy cô rất quen. Jona cũng không trả lời, cô chỉ cảm thấy cậu bé trước mặt khiến mình không nói nên lời. Jona từng là người nổi tiếng trong quá khứ, bây giờ cô đã rút lui mà không rõ lý do. Won Jun vừa đến liền bắt đầu dọn dẹp chỗ ở của mình, khiến cho Jona ở tầng dưới không thể ngủ được. Cô bực dọc mà ra ngoài hút thuốc. Ở trên lầu, Won Jun quay lại liền nhìn thấy Jona hút thuốc một mình, nhìn cô có vẻ hơi buồn khiến anh có chút tò mò. Khi Jona nhìn lên, Won Jun vội vàng lẫn trốn và bị kéo cắt vào tay. Ngày hôm sau, Won Jun đi ra ngoài, Jona đột nhiên bước về phía trước hỏi Won Jun, có phải anh ta đang đùa với chính mình không? Won Jun nhìn chằm chằm Jona, vài giây rồi mới nhớ ra cô là nữ thần tượng của nhóm nhạc nữ. Jona nghĩ rằng Won Jun đang theo dõi mình nên thổi khói thuốc, và anh và suýt chút nữa đã dùng tàn thuốc trong tay làm bỏng mắt Won Jun. Won Jun cố gắng giải thích rằng anh ấy không phải là một fan hâm mộ của Jona, mà là một nhóm nhạc khác. Jona mang vẻ mặt hoài nghi và không nói nên lời. Won Jun vội vàng hứa sau này sẽ không nhìn chằm chằm vào cô nữa. Nói xong, anh liền bỏ đi không quay lại. Won Jun đi phỏng vấn công việc gia sư bán thời gian và vô cùng thuận lợi lấy được công việc đó. Trên đường trở về, anh gặp người mình thích, Jin Ju, một người bạn trung học. Jin Ju và Won Jun học cùng một trường đại học. Khi hai người chờ xe buýt, tuyết liền rơi xuống. Won Jun đưa khăn quàng cổ của mình cho Jin Ju. Jin Ju khen ngợi anh vẫn tử tế như vậy. Khi Won Jun về nhà nhìn thấy Jona ngồi ở bên ngoài trời tuyết, thì lo lắng cho cô. Anh tính đi lên hỏi thăm nhưng lại lựa chọn đi vào nhà. Đúng lúc này Jona gọi anh lại và nói với anh đừng có hát vì giọng hát của anh vô cùng tệ. Nếu anh còn hát bài đó trước mặt cô thì cô sẽ không nương tay với anh. Sau đó Jona đi vào trong nhà nhưng lại ngất luôn ra đất. Won Jun vội vàng gọi điện cho cấp cứu đến và đưa cô vào viện. Khi Jona tỉnh lại thấy Won Jun đang ở đây thì hơi bất ngờ. Won Jun nói cô hãy gọi điện cho người nhà hoặc quản lý. Nhưng Jona nói mình không có ai hết. Đúng lúc này y tá đến hỏi người giám hộ. Hết cách, Won Jun đành phải nhận mình là người giám hộ và đi theo y tá để nghe dặn dò. Jona nghĩ rằng Won Jun chỉ đang giả vờ là một người tốt. Thật bất ngờ, anh thực sự lắng nghe y tá một cách nghiêm túc. Won Jun nghe lời y tá dặn liền đi mua tất cho Jona và đưa cô đi vào. Nhưng Jona giơ tay đang truyền dịch của mình ra và nói Won Jun hãy làm cho cô. Won Jun đành phải ngồi xuống và bắt đầu đi tất cho Jona. Nhìn chiếc tất xỏ ngón, Jona hỏi Won Jun không có đồ bình thường hơn sao, cô thích đồ bình thường. Nghe vậy Won Jun không khỏi phì cười vì cô nói mình thích đồ bình thường, nhưng cô không hề bình thường tẹo nào. Anh cũng nói mình cố ý mua loại này vì nó màu hồng, còn các loại kia nhìn như ông già. Nghe vậy Jona liền ngồi dậy và tự đi tất, tiện thể hỏi tên của Won Jun, nhưng anh lại nói đó là thông tin cá nhân nên không tiết lộ. Đây là lần đầu tiên Jona nhìn thấy một người tuyệt vời như vậy. Vài ngày sau, Won Jun nhận được tin tức chủ nhà đã dừng việc thuê anh làm gia sư bán thời gian. Lý do là vì chủ nhà ngửi mấy mùi thuốc lá trên chiếc khăn quàng cổ của anh. Won Jun cảm thấy chán nản và nhớ lại đó là do khói mà Jona thổi vào anh vài ngày trước. Won Jun đi ra ngoài để lấy hàng ngoài cửa. Jona liền chủ động gọi tên anh khiến Won Jun có chút bất ngờ không biết tại sao cô biết tên anh. Jona thậm chí còn yêu cầu Won Jun cùng mình đi ăn sáng. Nhưng Won Jun chỉ để ý đến chuyện Jona đang ngồi trên một đơn chuyển phát nhanh của mình. Jona liền rút chuyển phát nhanh ra và đưa cho Won Jun. Sau đó, cô yêu cầu anh đi cùng cô đi ăn. Nhưng Won Jun phớt lờ điều đó và đi về để lắp rèm lên cửa sổ. Jona liền mang theo một chiếc ghế và ngồi ngoài cửa sổ ăn một bữa ăn nhẹ và nhìn Won Jun. Nhưng Won Jun không có phản ứng gì. Cũng từ ngày hôm đó, Jona đợi anh ở cửa mỗi ngày để dù anh đi ăn đủ loại. Nhưng Won Jun vẫn im lặng không trả lời. Khi anh lên sân thượng để phơi quần áo thì thấy Jona ngồi bên dây phơi quần áo và hút thuốc. Thấy chiếc áo thần tượng nhóm nhạc Jona, Won Jun liền vội vàng giải thích đó là quà sinh nhật mà bạn mình tặng. Jona bĩu môi sau đó ngập ngừng hỏi Won Jun đã có bạn gái chưa. Nhận được một câu phủ định, Jona một lần nữa lặp lại câu hỏi cũ của mình và muốn đi ăn tối với Won Jun. Won Jun do dự 2 giây, sau đó hỏi lại Jona có phải cô thích mình rồi không. Jona phá lên cười và nói rằng mình sẽ không bao giờ thích Won Jun. Won Jun chán nản nói đừng nói câu không bao giờ. Jona nói rằng cô muốn làm bạn với anh. Won Jun liền nói tầng 1 dành cho con gái, hay cô thử kết bạn với họ đi. Nhưng Jona nói mình ở một mình cả tầng 1. Sau đó Jona muốn cầu nguyện khi mặt trời mọc nên bảo Won Jun đừng làm phiền mình. Dưới ánh mặt trời, Jona trông càng xinh đẹp và quyến rũ khiến Won Jun nhìn có chút say sưa. Mất việc làm gia sư nên Won Jun chỉ có thể tiếp tục đăng tờ rơi dạy kèm và tìm kiếm nhiều công việc bán thời gian khác nhau.
Jinju gặp lại Won Jun ở trường và trả khăn cho anh. Khi cô gỡ khăn ra vô tình bị mắc vào khuyên tai, Won Jun liền tiến lên gỡ hộ cho cô, nhưng khoảng cách gần sát nhau cũng khiến Won Jun lỗi một nhịp tim. Một đêm nọ, anh phát hiện ra tờ rơi của anh đã bị gỡ bỏ, cùng lúc đó có người gọi điện đến. Won Jun vui vẻ nghĩ rằng đó là một nhà tuyển dụng. Thật bất ngờ, khi anh quay lại và phát hiện ra chính Jonah đã xé thông tin liên lạc trên tờ rơi và gọi cho mình. Nhìn Jonah mỉm cười hạnh phúc, Won Jun vô cùng tức giận. Anh hy vọng Jonah sẽ ngừng trêu chọc bản thân. Anh xuất thân từ một gia đình bình thường nên cần phải học tập và làm việc chăm chỉ. Anh khác với Jonah, người có tiền và dư giả thời gian. Jonah nghe thấy điều này và lặng lẽ bỏ đi. Sau ngày hôm đó, cô không bao giờ quấy rầy Won Jun nữa. Nhưng thật kỳ lạ, khi Won Jun không nhìn thấy Jonah, trong lòng anh không khỏi cảm thấy mất mát. Cuối cùng Won Jun liền gõ cửa lầu 1 và đẩy cửa đi vào. Anh nói lời xin lỗi và rủ Jonah đi ăn cùng nhau. Đúng lúc này Jonah xuất hiện ở phía sau lưng Won Jun. Cô lạnh lùng đi vào nhà không thèm hỏi Won Jun câu nào. Won Jun thấy vậy đành lặng lẽ đóng cửa và rời đi. Jonah lấy lại tinh thần và đến lớp học của Won Jun. Cô ngồi bên cạnh anh với một nụ cười tinh nghịch. Cô nói với Won Jun rằng mình muốn đi ăn bây giờ. Điều này khiến các bạn học nam xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn hai người. Won Jun có chút xấu hổ liền đội mũ cho Jonah. Thấy cậu bé bên cạnh trông dễ thương và bất lực, Jonah lại cười tinh nghịch. Sau giờ học, Won Jun mời Jonah ăn kem. Jonah nói mình có thể gọi cho Won Jun sau này và cũng nhắc nhở anh đừng có thích mình. Won Jun thề rằng điều này sẽ không xảy ra. Sau đó Won Jun nhanh chóng lưu số của Jonah trong danh bạ của mình. Vì không tìm được một công việc gia sư nào nên Won Jun làm việc bán thời gian trong một quán cà phê. Không ngờ Jinju cũng làm việc bán thời gian ở cửa hàng này. Cả hai vừa bận rộn và trêu đùa cùng nhau khiến Won Jun không thể không nghĩ đến khoảng thời gian ở trường trung học. Ngày học bổng được công bố cũng là ngày đầu tiên anh gặp Jinju. Sau ngày hôm đó, ánh mắt Won Jun không hề rời khỏi Jinju. Trở về ký túc xá sau giờ làm việc, anh đã gặp Jonah. Cô đã hỏi Won Jun tại sao anh không trả lời điện thoại, đó là điều cô ghét nhất. Bởi vì cô đã liên lạc với một người đàn ông nào đó, nhưng bên kia không bao giờ trả lời. Won Jun nói rằng mình không cố ý không trả lời, mà là vì anh bận khách trong quán cà phê nên không để ý đến máy. Jonah muốn nghe giọng nói của Won Jun nên nói anh lần sau hãy bắt máy, đừng để cô cảm thấy bị bỏ rơi. Won Jun ngoan ngoãn gật đầu. Anh cũng tìm thấy Jonah mang đôi tất màu hồng mà anh đã đưa. Vài ngày sau, khoa của Won Jun muốn tổ chức tiệc chào mừng sinh viên mới. Anh định từ chối không tham gia, nhưng thấy hình phạt khi không tham gia là phải nộp tiền nên đành phải tham gia. Trong bữa tiệc, khi anh đang uống bia với mọi người thì Jonah gọi. Vì giữ lời hứa nên Won Jun đã ra ngoài để nghe điện thoại của cô. Không ngờ một tiền bối đã lấy điện thoại di động của Won Jun mà không được phép và nói chuyện với Jonah. Cách cư xử cực kỳ thô lỗ của hắn ta khiến Jonah im lặng không nói. Won Jun đòi lại điện thoại thì đàn anh liền túm áo của anh muốn gây sự. Đúng lúc này, Jonah đi tới và hét lên. Cô hỏi Won Jun có phải bị người kia đánh không? Sau đó quay lại chất vấn hắn ta sao lại đánh Won Jun của mình. Tên đàn anh liền lột khẩu trang của Jonah xuống và buông ra những lời thô tục. Dưới sự tức giận, Jonah nhặt cái chai lên và đập nó về phía đầu của người đàn anh. May mắn thay, Won Jun thực sự đã đỡ được chai rượu bằng mũ bảo hiểm của mình. Vì thế Jonah mới không gặp rắc rối. Lòng bàn tay Won Jun bị thủy tinh găm vào nhưng anh không quan tâm đến bản thân mình. Thay vào đó, anh mua cho Jonah nước giải rượu và khuyên Jonah không nên cầm chai rượu đập vào đầu người khác như vậy. Điều đó sẽ khiến cô bị bắt vào tù. Cũng khuyên Jonah nếu khó kiểm soát cơn giận dữ của mình thì có thể tìm phương pháp điều trị. Nhưng khi biết Jonah đã mua chai rượu đó để uống với mình thì Won Jun đề nghị đi uống ngay bây giờ. Tuy nhiên khi anh vừa quay người lại thì nhìn thấy Jinju. Jinju liền chạy đến chào hỏi và nhận ra Jonah trong nháy mắt. Jinju liền mời Jonah cùng đi uống rượu. Won Jun chỉ có thể ngu ngốc đứng ngoài cuộc nhìn hai cô gái nói cười khi say. Sau khi Jinju lăn ra ngủ thì bố của cô gọi đến. Won Jun không dám nhận điện thoại, Jonah liền cướp máy và trả lời điện thoại một cách hào phóng. Cô tự xưng là bạn học của Jinju và trấn an bố Jinju. Won Jun đột nhiên cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Jonah quả là thiên bẩm và thấy cô nên làm diễn viên thay vì thần tượng. Uống xong, Jonah lên mái nhà để hút thuốc. Won Jun lo lắng cô say rượu nên đi lên theo và ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để bảo vệ. Jonah nhìn xuống tay Won Jun và hỏi vì sao lại bị thương. Won Jun cảm thấy mỗi lần gặp Jonah thì anh đều sẽ bị thương, chắc đó là ý trời không cho hai người chơi chung với nhau. Jonah nhắc đến Jinju với giọng điệu đầu ghen tị. Cũng ghen tị với Won Jun vì anh có những người bạn tốt và người quen lâu năm. Khi rời đi, Jonah suýt ngã. Won Jun vì bảo vệ cô nên vô tình ôm Jonah vào vòng tay của mình. Hai người lặng lặng nhìn nhau trong nháy mắt, bầu không khí có phần mơ hồ. Vài giây sau, Jonah đưa môi về phía Won Jun. Won Jun ngượng ngùng nhắm mắt lại. Nhưng Jonah không có ý định hôn anh chút nào mà nói với anh lần sau hãy tránh đi, nếu làm được. Trở về phòng, Won Jun luôn nhớ cảnh ôm của hai người. Đôi mắt tán tỉnh của Jonah và nụ cười trên khóe môi cô luôn đọng lại trong tâm trí anh, khiến Won Jun phải tát mặt mình một cái để tỉnh mộng. Ngày hôm sau, Jinju hào hứng nói với Won Jun mình nhìn thấy cảnh anh hôn Jonah. Won Jun muốn giải thích nhưng Jinju lại vội vàng chạy về phía đàn anh. Những lời giải thích đến miệng nhưng Won Jun đành nuốt xuống. Won Jun trở về nhà trong thất vọng, tình cờ thấy Jonah đi ném rác.
nhưng cô không biết làm thế nào để phân loại rác cho đúng nên Won Jun tiến lên giúp Jonah phân loại, cũng nói với cô về chuyện Jin Ju hiểu nhầm hai người đã hôn nhau. Jonah nhìn thoáng qua sự mất mát của Won Jun thì đề nghị anh hãy giải thích cho Jin Ju hiểu. Nhưng Won Jun lắc đầu nói mình với cô ấy không phải là một đôi, nếu cố giải thích thì nó còn kỳ lạ hơn. Jonah nghe vậy liền trêu đùa Won Jun hay hai người hẹn hò với nhau. Won Jun liền nói cuối cùng anh cũng biết tại sao Jonah không có bạn bè. Bởi vì Jonah quá thẳng thắn, luôn nghĩ gì nói vậy mà không quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Điều này khiến Jonah tức giận như thể bị đâm vào tim. Cô hét vào mặt Won Jun, thậm chí còn giật rác từ tay anh ném nó xuống đất. Thực tế Won Jun không biết Jonah đã trải qua những gì. Vào ban đêm, Jonah ra ngoài cho mèo ăn, nhưng lại thấy giỏ rác của mình trống rỗng. Có vẻ như Won Jun đã giúp cô xử lý tất cả rác thải, điều này khiến Jonah mỉm cười. Sau đó lặng lẽ bỏ rác lên tay vào thùng quy định. Bởi vì tôi lo lắng Jonah sẽ không ăn nên Won Jun mời cô ăn tối và đi dạo cùng nhau. Không khỏi tò mò nên Won Jun hỏi Jonah tại sao lại rời khỏi nhóm. Jonah ngạc nhiên bởi vì Won Jun là người đầu tiên tự hỏi mình như vậy. Ngoại trừ Won Jun, những người khác đều làm theo phỏng đoán của bọn họ. Về lý do rời nhóm, Jonah chỉ nói rằng đó là vì cô không thể hát. Là một thần tượng, Jonah chịu quá nhiều áp lực, bài hát bị nghi là đạo nhạc, sự ghen tị của các thành viên trong nhóm, sự căng thẳng của quản lý, tất cả khiến cô không thể thở được. Cuối cùng tại buổi hòa nhạc, Jonah mệt mỏi chọn nhảy khỏi sân khấu. Hiện tại với Won Jun, chỉ thấy Jonah bị thu hút bởi trò chơi gấp thu ở góc phố. Nhìn Jonah cười vui vẻ cầm con búp bê thành quả của mình, khóe miệng Won Jun bất giác lộ ra một nụ cười. Jonah vừa tập thể dục vừa nói với Won Jun hôm nay là sinh nhật của mình. Won Jun liền nói với cô vô tình anh lại nấu canh rong biển sinh nhật hôm nay. Jonah có chút tò mò tại sao Won Jun lại không thành đôi với Jin Ju. Câu trả lời của Won Jun vẫn thành thật hơn bao giờ hết, anh cảm thấy như mình đang ở trong tình yêu đơn phương với cô ấy. Điều ấy khiến anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng, rồi lại như bay lên mây và lo lắng thái quá để ngày càng rời xa người đó. Jonah động viên anh, và khuyến khích Won Jun thay đổi điều đó bằng cách khiến trái tim cô ấy đập nhanh. Còn dạy anh áp sát cô ấy vào tường, sau đó nhìn cô gái trong 5 giây. Jonah nhìn Won Jun trìu mến, trong nháy mắt Won Jun có chút trầm mặc và nói lời chúc mừng sinh nhật với cô rồi vội vã rời đi. Trở về nhà, Jonah nhìn thấy một ghi chú do ai đó để lại, trên bàn lập tức vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm. Tuy nhiên, ô tô đến và đi, người mà cô đang tìm kiếm không bao giờ có thể được tìm thấy. Phía bên kia vì sự khích lệ của Jonah, Won Jun lấy hết can đảm gọi Jin Ju và giải thích rằng mình và Jonah không có mối quan hệ đó. Jin Ju nghe những lời này với giọng điệu thoải mái, xem ra cô cũng có kỳ vọng đối với Won Jun. Ngày hôm sau Won Jun hỏi Jonah và xin cô lời khuyên. Anh tự hỏi những lời của Jin Ju có nghĩa là gì khi trả lời rằng tôi vui lắm. Jonah cảm thấy Jin Ju cũng thích Won Jun và khuyến khích cậu nắm bắt khoảnh khắc. Won Jun suy nghĩ và lấy ra bức ảnh cắt trong sách. Đó là một bức ảnh của anh và Jin Ju ở trường trung học. Trước khi tốt nghiệp cả hai đã chụp một số bức ảnh hài hước và thân mật cùng nhau. Bạn cùng lớp tung tin đồn cả hai đang hẹn hò. Nhưng trước tin đồn này Won Jun chỉ nói rằng họ là những người bạn tâm giao có mối quan hệ rất bền chặt. Jin Ju chấp nhận mối quan hệ này, nhưng trên thực tế, Won Jun không biết người con gái anh ấy thích cũng thích anh ấy. Hôm nay Won Jun không nhìn thấy Jonah ở ngưỡng cửa quen thuộc nên vô cùng lo lắng mà gọi Jonah. Đúng lúc này, tiếng Jonah gõ vào phòng tắm truyền đến. Won Jun phát hiện ra Jonah bị mắc kẹt trong phòng tắm. Won Jun nhanh chóng tìm được dụng cụ để phá khóa và mở cửa. Quá sợ hãi, Jonah chui vào vòng tay của Won Jun. Won Jun không đẩy Jonah ra, thay vào đó, anh nhẹ nhàng ôm cô. Jonah dần bình tĩnh lại. Won Jun đích thân thay tay nắm cửa cho cô. Jonah nghĩ Won Jun là người đàn ông biết sửa cửa phòng tắm gợi cảm. Cô không có cha nên luôn tưởng tượng về cảnh này. Khi nói ra điều này, vẻ mặt Jonah có chút buồn bã muốn hút thuốc, nhưng trong bao đã không còn điếu nào. Won Jun nhắc nhở trong tủ vẫn còn một gói, anh thấy nó khi lấy hộp dụng cụ. Jonah mở tủ lấy gói thuốc ra nhưng lại vứt bỏ tất cả những điếu thuốc mà cô đã trân trọng. Đó là hộp thuốc của một người đàn ông nào đó mà cô từng thích. Nhìn Jonah thất vọng, Won Jun liền đưa cô đến góc phố chơi trò đập chuột. Jonah không biết chơi như thế nào nên Won Jun liền cầm tay cô và dạy cô cách đập. Ngay lập tức hứng khởi tràn đầy trên mặt Jonah, Won Jun vỗ tay tán thưởng cô khi cô kết thúc trò chơi. Sau đó hai người lại đi chơi bóng rổ. Trong khi chơi, Jonah sẽ nhảy lên lưng Won Jun vì vui mừng, Won Jun cũng sẽ cố tình để Jonah ghi bàn. Sau khi thấm mệt, hai người nằm cạnh nhau trên sân bóng rổ. Trời nhiều mây nhưng Jonah có tâm trạng tốt nên nói rằng trời hôm nay thật đẹp. Đã lâu lắm rồi cô không cười như thế này. Won Jun nói với Jonah anh đã hẹn gặp Jin Ju đi ngắm hoa anh đào. Jonah giống như một người cố vấn tình yêu, nhắc nhở Won Jun đừng chạy trốn so sẽ thành thói quen. Đến ngày hẹn, Jin Ju đến đúng giờ. Hai người đi dưới con đường tràn ngập hoa anh đào, những cánh hoa bay bay trong gió khiến hai người nhớ về kỷ niệm thời học sinh. Tuy nhiên, khi trò chuyện, Won Jun vô tình nhắc đến trò chơi đập chuột mà Jonah chơi tối qua khiến Jin Ju để ý. Ánh mắt của Won Jun dường như hơi khác khi anh nói về Jonah. Trời mưa to khi hai người quay về. Đàn anh của Jin Ju lái xe ngang qua tiện thể đón hai người trở về. Tiền bối chăm sóc Jin Ju rất chu đáo, Won Jun im lặng, nhưng trong lòng lại có chút bất mãn.
bạn cùng phòng của Won Jun, là Jun Tech gọi điện đến thì tiền bối nhận ra và nói mình là bạn của Jun Tech. Vì vậy, đêm đó mọi người tụ tập với nhau dự một bữa tiệc do Jun Tech tổ chức. Jonah cũng đến. Jun Tech không hiểu sự tình nên trước mặt Won Jun đã khen ngợi tiền bối và cũng cho rằng Jinju và tiền bối rất hợp nhau. Tiền bối cũng nói mình và Jinju giống như những người bạn tri kỷ. Jinju không phủ nhận điều đó khiến Won Jun càng thêm bực bội. Vì vậy, anh đã kiếm cớ để đi mua kem, Jonah cũng đi theo. Jonah cố tình mua kem ăn và đưa que kem cho Won Jun giúp cô vứt bỏ. Won Jun rời đi rồi nhưng vẫn chạy lại cởi áo khoác trùm lên đầu Jonah khi cô đứng ngoài hút thuốc. Jonah mặc áo của Won Jun đi vào khiến Jinju hơi thất vọng khi nhìn thấy cảnh này. Ngày hôm sau một trận đấu bóng đã diễn ra giữa đội Won Jun và tiền bối. Nhìn thấy tiền bối đưa áo nhờ Jinju cầm, Won Jun liền lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Jonah nhắc nhở Won Jun, nếu anh cứ như vậy Jinju sẽ bị người đàn ông khác cướp đi. Won Jun bất lực lắc đầu, sau khi tốt nghiệp trung học anh từng tỏ tình với Jinju. Tuy nhiên, kể từ đó Jinju cố ý tránh mặt anh. Từ đó hai người mất liên lạc và không gặp nhau hơn một năm. Won Jun tin rằng điều đó là do lỗi của mình, anh vượt qua ranh giới khi không có gì chắc chắn. Nhưng anh thấy vui khi giờ đây hai người là bạn bè. Vì vậy Won Jun nói với Jonah không cần phải là người cố vấn tình yêu của mình nữa. Ngày ca tháng tư mọi người lại tụ tập với nhau. Jinju nói với mọi người tiền bối tỏ tình với cô, nhưng cô vẫn chưa trả lời vì cô chưa rõ cảm xúc của mình. Dù cô có cảm tình với ai đó nhưng khi họ tiếp cận cô lại mất tự tin, cô sợ họ thất vọng khi thấy con người thật của mình. Won Jun cẩn thận lắng nghe. Jinju nói dối rằng đó chỉ là một trò đùa cá tháng tư. Đến lượt Jonah cô trải ra một đống ảnh và nói mình đang bị theo dõi. Đây không phải là một trò đùa ngày lễ cá tháng tư. Sau đó Jonah chỉ ra ngoài cửa sổ. Kẻ theo dõi đang ở ngay bên ngoài. Won Jun là người đầu tiên xông ra ngoài, bất chấp nguy hiểm đuổi theo kẻ rình rập. Khi mọi người bắt được hắn ta và nhận ra đó là người đàn ông ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Jonah nhấc chai rượu lên và đi về phía tên theo dõi. Nhưng cuối cùng cô đã dừng lại trước khi hạ nó xuống đầu của hắn ta. Won Jun có vẻ tức giận hơn Jonah, đe dọa tên theo dõi dám nói linh tinh anh sẽ xử đẹp hắn. Một Won Jun như vậy, Jinju vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy Won Jun trên mặt bị thương, Jinju muốn đưa tay ra và chạm vào nhưng Won Jun chặn tay cô lại. Khoảnh khắc đó Jinju đột nhiên cảm thấy Won Jun có chút kỳ lạ. Một tin nhắn gửi đến điện thoại của Jinju, nhưng cô cố tình che lại như thể không muốn bị Won Jun nhìn thấy. Nhưng cảnh này vẫn bị Won Jun nhận ra. Tuy nhiên trên thực tế điều đó cũng chỉ là hiểu lầm của Won Jun, tin nhắn đó là bố mẹ Jinju. Trên xe về nhà Jinju xem đi xem lại bức ảnh cô chụp cùng Won Jun. Nhìn lại những kỷ niệm ngọt ngào của năm xưa, khuôn mặt Jinju đầy buồn bã. Phía bên kia Won Jun bảo vệ Jonah cho đến khi cô ngủ thiếp đi rồi ra uống bia một mình. Jonah tỉnh dậy giữa chừng và cũng muốn uống bia. Won Jun sững sờ nắm lấy bàn tay của Jonah. Anh đã xử lý tên theo dõi và bắt hắn viết bản cam kết không tái phạm, cũng như mọi thứ cần thiết đưa cho Jonah. Cô có thể giao nộp những thứ này cho cảnh sát bất cứ lúc nào. Jonah lẳng lặng nhìn Won Jun và nằm xuống đùi Won Jun ngủ. Won Jun đắp chăn cho Jonah. Jonah nhân cơ hội nắm tay anh và nói nếu Won Jun không thích có thể rút nó bất cứ lúc nào. Sau khi do dự, Won Jun dùng tay kia che mu bàn tay của Jonah. Hai người gần như ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Sau đó Won Jun nhớ lại chuyện mình đã ngủ với Jonah. Đêm đó trên mặt anh không khỏi suy tư. Không biết khi nào anh bắt đầu quan tâm đến cô gái có phần kỳ lạ này. Jonah hoàn toàn không biết điều đó, còn đặc biệt hào hứng đi theo đến công viên giải trí nơi Won Jun làm việc. Won Jun bận làm việc nên không thể chơi cùng với cô nên Jonah đành chơi một mình. Kết thúc buổi làm, Won Jun nhìn thấy Jonah lẳng lặng ngồi ở một góc chờ anh. Hai người liền đi ăn mì. Nhìn Won Jun ăn ngon lành, Jonah vừa ăn vừa thưởng thức dáng vẻ đó. Cô kể lại câu chuyện một buổi biểu diễn của mình bị hủy vì trời mưa, nên cô đã nhân cơ hội để làm việc khác nhưng cô không biết làm gì cả. Khi đó cô chợt nhận ra rằng ngoài nhảy múa và ca hát thì cô không biết làm gì cả. Khi nói điều này Jonah trông buồn bã. Cô đã nghĩ một ngày nào đó nếu cô ấy không thể hát hoặc nhảy, có quá nhiều thời gian rảnh thì cô phải làm sao? Chắc hẳn cô sẽ phát chán và cô đơn lắm. Nhưng sau khi gặp Won Jun, cô chợt nhận ra hóa ra cuộc sống rất thú vị. Jonah hỏi Won Jun muốn làm gì trong tương lai. Câu trả lời của Won Jun rất đơn giản, anh chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Jonah lấy bánh có lời tiên tri bên cạnh đưa cho Won Jun và mình. Won Jun nhận được một lời tiên tri rằng mình sẽ gặp phải những gia đình bị oan và những điều tồi tệ. Nhưng Won Jun không hề khó chịu. Hiện tại, anh có thể ăn mì xào với Jonah đã là một thứ xa xỉ đối với anh ta. Trên xe buýt trở về, Won Jun ngủ gật. Jonah liền để Won Jun dựa vào vai mình. Nhìn Won Jun bên cạnh, Jonah lấy ra tờ giấy tiên tri của mình. Trong đó viết cô hãy quên tình cũ và tìm tình yêu mới, nắm bắt mọi cơ hội thay đổi định mệnh. Tuy nhiên, ngay sau đó hình ảnh Jonah và Won Jun ăn mì được quay và đăng tải lên mạng. Cùng với đó là những bình luận không hay về Jonah cũng được đăng tải trên mạng. Trước những lời lăng mạ vô đạo đức và không chính đáng này, bản thân Jonah vô cùng thờ ơ với nó. Từ khi ra bước chân vào giới thần tượng cho đến hiện tại, cô đã quen với những tin nhắn khó nghe như vậy. Won Jun liền bất bình thay cho Jonah, anh nghĩ rằng xã hội có nhiều người mồm thối. Anh còn hứa sẽ tham dự họp báo của Jonah nếu cô cần thanh minh.
Jonah hỏi Won Jun với vẻ mặt nghiêm túc, nếu cuộc họp báo thực sự được tổ chức, Won Jun sẽ nói cô là người anh thích sao? Won Jun rơi vào suy nghĩ khi nghe thấy điều này, nhưng giây tiếp theo, Jonah lại trêu đùa khiến Won Jun không thể nhìn thấu cô gái kỳ lạ này. Won Jun nói với Jinju về việc bốc thăm lá phiếu tiên tri và đưa lá phiếu của mình cho Jinju. Khuôn mặt của Jinju thay đổi sau khi nhìn thấy nó, bởi vì lá phiếu đó nói rằng hãy chào đón một mối quan hệ mới. Thực ra lá phiếu đó là khi Won Jun ngủ thiếp đi trên xe buýt, Jonah đã bí mật nhét nó vào túi của anh. Jinju suy nghĩ rất nhiều về câu nói này. Thấy tin Jonah và ai đó đang ăn mì xào, người ngồi cạnh đã bị làm mờ đi nhưng Jinju vẫn có thể nhận ra trong nháy mắt đó là Won Jun. Ngày hôm sau Jonah thay quần áo mới muốn hẹn hò với Won Jun. Nhưng bạn cùng phòng đột nhiên có việc gấp muốn tìm Won Jun, nên Won Jun phải vội vàng đi xem. Khi đến nơi anh phát hiện ra cái gọi là việc gấp của bạn cùng phòng thực ra là xem mắt. Jonah ở nhà một mình và cô đơn. Won Jun không có ở đây cho dù quần áo có đẹp đến đâu, cô cũng không thấy vui vẻ nên ra ngoài chờ Won Jun. Nhưng bạn cùng phòng trở về thông báo với cô Won Jun, tâm đầu ý hợp với một cô gái nóng bỏng nên đã đi với cô ấy rồi, có thể tối nay sẽ không về. Jonah đột nhiên thất vọng khi nghe điều này, cả đêm ngồi bên ngoài chờ Won Jun. Đêm muộn Won Jun cuối cùng cũng về đến nhà. Won Jun nhìn thấy tay của Jonah đã bị bỏng tàn thuốc liền nhanh chóng đi lấy đá và cẩn thận giúp cô làm mát chỗ bị bỏng. Thật kỳ lạ, lúc này Jonah mới cảm thấy đau, giống như tâm trạng của cô sau khi ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ trên người Won Jun. Won Jun vẫn chưa kịp phản ứng, Jonah đã quay lại đối mặt với anh ta, sau đó đưa môi lại gần hơn, hai người hôn nhau. Một lát sau Won Jun tỉnh táo trở lại đẩy Jonah ra xa và trở về phòng để Jonah trong bếp. Đêm đó Won Jun lăn lộn trên giường không thể ngủ được. Ngày hôm sau anh cũng hoàn toàn mất tinh thần, không có khả năng tập trung vào việc học. Won Jun buồn bực mang cặp đi về. Ngay khi bước vào phòng, anh thấy Jonah đang ngồi trên giường. Nghĩ về nụ hôn ngày hôm qua, Won Jun muốn nói chuyện với Jonah. Anh tự hỏi tại sao ngày hôm qua Jonah lại chủ động hôn mình. Jonah với vẻ mặt thẳng thắn nói đó chỉ là một nụ hôn, nó không có gì trong mắt cô. Won Jun cảm thấy Jonah không thích mình nên hai người cùng lắm chỉ có thể coi là bạn bè. Vì họ là bạn bè nên anh không muốn họ làm gì vượt giới hạn của bạn bè. Won Jun hiểu Jonah không có bạn bè nên sẽ cảm thấy cô đơn và muốn tìm ai đó để được an ủi. Nhưng cảm giác đó có thể đánh lừa cô và khiến cô bị tổn thương. Won Jun cũng ghét bị sao xuyến vì hành động đó. Nhưng Jonah chỉ nói rằng đó là một hành động vô nghĩa rồi rời đi. Gần đây, Jonah quyết định tìm một người bạn cùng phòng mới. Ra choi quen biết Won Jun, thành công dọn vào ký túc xá. Hơn nữa Jonah mời Jinju, người đã bỏ nhà đi đến sống với mình. Vào ban đêm ba cô gái uống rượu cùng nhau. Jinju và Ra Choi là sinh viên cùng trường đại học, hai người cũng quen biết nhau nên có nhiều chủ đề để nói chuyện. Jonah lạc lõng với hai người nên ra ngoài hút thuốc. Jinju đến bên cô và nói về chuyện mình đã tỏ tình với Won Jun, mặc dù chưa thú nhận chính thức, nhưng cô đến là để chờ câu trả lời từ Won Jun vì cô không muốn mất anh ấy. Jonah cũng vô cùng thẳng thắn nói với Jinju phòng cô có thể cho cô ấy ngủ cùng, nhưng không thể cổ vũ Jinju về điều này vì cô ấy cũng đã có dây dưa với Won Jun rồi. Jinju nghĩ rằng mình có một lợi thế, đó là đã biết Won Jun trong nhiều năm và hai người có những trải nghiệm chung giống nhau. Jonah mỉm cười và không nói. Đây thực sự đúng là chuyện mà Jinju và Won Jun đã trải qua nhiều hơn với nhau. Jonah buồn bực thay quần áo và đến quán bar để uống rượu và nhảy múa. Trên người Jonah toát lên sự cô đơn, sự tuyệt vọng muốn được yêu vì chưa từng được yêu và nỗi sợ không được chú ý. Sau khi chào ít đã, Jonah chuẩn bị rời đi thì gặp người quen. Jonah không có trong buổi tụ tập của những người trong ký túc. Jinju đến phòng của Won Jun để lấy chăn. Cô nhận thấy Won Jun vẫn còn giữ ảnh chụp của hai người, trên đó còn viết hai chữ tri kỷ. Điều này khiến Jinju vui mừng, xem ra Won Jun vẫn thích cô. Nhưng niềm vui không được bao lâu, thì cô lại phát hiện ra Won Jun có một hộp thuốc lá nhét bên cạnh giường. Đó là món đồ của Jonah, Jinju lập tức thay đổi khuôn mặt của mình. Cô quyết định hôm sẽ nói hết mọi chuyện với anh về buổi tỏ tình hôm đó, của Won Jun. Khi hai người ở một mình, Jinju nhớ lại cảnh Won Jun tỏ tình với chính mình. Được tỏ tình bởi người mình thích là điều hạnh phúc nhất trên thế giới. Thật không may, Jinju có một người cha rất kiểm soát, ông cấm con gái mình kết giao với người khác giới. Trong cơn giận dữ, ông thậm chí còn cắt mái tóc dài của con gái. Nhìn người cha như vậy, Jinju chợt nhận ra cô không thể ở bên Won Jun. Gần đây, Jinju thực sự không thể chịu đựng được sự can thiệp của cha mình. Ông gọi điện hoặc nhắn tin mọi lúc, mọi nơi. Cô quyết định chọn cách chặn số của cha mình và chạy trốn khỏi nhà. Nghe Jinju nói như vậy, Won Jun thú nhận anh từng yêu Jinju. Gặp lại cô lần này, anh tự hỏi có phải mình sẽ thích Jinju như trước hay không. Nhưng anh nhận ra tình cảm của anh dành cho Jinju đã là quá khứ. Sau khi giải thích rõ ràng với Jinju, Won Jun đợi trong sân để chờ Jonah trở về. Người quen đưa Jonah đến trước cửa nhà, hắn chủ động kéo tay cô và yêu cầu một nụ hôn, nhưng bị Jonah chặn lại. Người quen trở nên tức giận chỉ trích Jonah làm như vậy là để thu hút sự chú ý của Inwook, nhưng có vẻ như anh ta đã không quan tâm đến Jonah. Won Jun nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài và tỏ thái độ với người quen của Jonah. Jonah nhớ ra điện thoại của cô đã rơi ở xe của hắn nên muốn đi lấy, nhưng Won Jun ngăn cô lại và nói để mình đi lấy cho.
Won Ju nhận được điện thoại và hỏi thăm anh ta có phải là bạn của Jonah hay không. Hắn ta cười khinh thường nói Jonah không có bạn bè nào cả. Cô cố tình tiếp cận bất kỳ người đàn ông nào là để thu hút sự chú ý của In-wook. Vì mỡ dâng đến miệng nên hắn ta cũng muốn lợi dụng cô. Won Ju không hài lòng với nhận xét của hắn ta, cố tình đóng cửa xe khiến hắn ta bị kẹt. Lời nói của tên đàn ông đó khiến suy nghĩ của Won Ju rối tung. Anh nhắm mắt làm ngơ với Jonah không muốn nói chuyện mà đi xả cơn tức trong lòng bằng bóng rổ. Jonah tiếp tục đi theo phía sau anh. Won Ju không kìm nén được nghi ngờ trong lòng nữa, anh muốn biết người đàn ông vừa rồi là ai. Jonah nhắc Won Ju nhớ chính anh đã nói rằng cô đơn sẽ phụ thuộc vào người khác và tìm kiếm sự an ủi trong chuyện này. Jonah cũng muốn biết liệu cô ấy có phải là một cô gái như vậy không. Vì vậy, cô cố tình tiếp cận người đàn ông kia để kiểm tra xem là cô thích anh hay do thiếu tiếp xúc giữa người với người. Sau khi kiểm tra, Jonah đã có câu trả lời. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô thực sự bị thu hút bởi Won Ju? Sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, Won Ju kéo Jonah lại và chủ động hôn cô. Won Ju muốn biết thêm về Jonah nên tìm kiếm thông tin trên Internet, nhưng những thông tin trên này toàn là những tin tức tiêu cực. Mẹ của Jonah nợ một khoản nợ khổng lồ, Jonah giúp bà trả nợ. Sau khi bị mẹ liên lụy, cô rời nhóm nhạc nữ. Những tin này khiến Won Ju thở dài và đi uống rượu. Khi say, anh gọi điện cho Jonah và tỏ tình với cô. Anh nói rằng mình rất thích cô và ghen tị với những gã mà cô từng thích và muốn biết thêm về cô. Sau khi cúp máy, Won Ju chạy vội vàng đến xe buýt để trở về, bởi vì Jonah nói rằng cô muốn gặp anh ngay bây giờ. Khi anh vào phòng thì Jonah đang ngủ ở giường của mình. Won Ju ôm lấy Jonah, hai người ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Ngày hôm sau, mẹ Jonah đến thăm. Bà đã đọc được từ tin tức nhóm nhạc nữ Sweet Dream mà Jonah từng tham gia sẽ quay trở lại, nhưng Jonah không có tên trong danh sách trở lại. Người mẹ yêu cầu Jonah tìm mọi cách để quay lại với nhóm nhạc, hoặc ít ra cũng phải lấy lại số tiền mà họ đã nợ cô. Jonah thất vọng, cô hỏi mẹ liệu bà có biết tại sao cô rời khỏi nhóm không. Người mẹ trả lời rằng vì cô làm gì cũng không bền, tính tình khó ưa. Sau khi người mẹ lái xe đi, Jonah đến hiện trường của bữa tiệc phát hành bài hát mới cho sự trở lại của Sweet Dream và xem các đồng đội nhảy múa trên sân khấu. Jonah mỉm cười hài lòng. Khi cô quay đầu lại và vô tình nhìn thấy In-wook ở phía sau, vội vàng cúi đầu rời đi. Cô chưa đi xa thì nhận được tin nhắn từ phía In-wook hỏi xem cô ấy có đến buổi ra mắt không. Jonah không trả lời, tâm trạng cô lúc này vô cùng phức tạp. Tại thời điểm này, Won Ju nhận được cuộc gọi từ Jin-ju. Cô muốn anh đi xem pháo hoa với mình vì Jin-ju có chuyện muốn nói với Won Ju. Won Ju vội vàng chạy đến nơi hẹn gặp. Ngay khi pháo hoa bắt đầu bắn lên, Jin-ju và Won Ju cùng nhau thưởng thức phong cảnh. Jin-ju thú nhận một lần nữa kể, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô thích Won Ju. Bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy buồn chán, chỉ cần nói chuyện với Won Ju, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Ở trường trung học cơ sở, hai người luôn chơi đùa cùng nhau trên đường về nhà. Jin-ju sẽ luôn suy nghĩ làm thế nào để về nhà xa hơn một chút. Và cứ như vậy, năm này qua năm khác, Jin-ju phải lòng Won Ju. Cô không thể nói rõ lòng mình vì cô sợ sẽ không thể làm bạn được nữa. Cho đến khi Jonah xuất hiện, Jin-ju biết mình không có cơ hội chiến thắng. Nhưng cô vẫn muốn nói những gì mình muốn, ngay cả khi bị từ chối cô cũng không có gì hối tiếc. Won Ju chỉ có thể tiếp tục nói lời xin lỗi với Jin-ju. Anh cảm ơn Jin-ju vì tất cả những gì cô đã làm cho chính mình. Nghe những lời từ chối của Won Ju, đôi mắt Jin-ju lập tức đỏ lên. Tiễn Jin-ju rời đi, Won Ju gọi Jonah nhiều cuộc gọi nhưng không thể liên lạc được. Sau đó Jonah gọi điện lại cho Won Ju đề nghị cả hai đi du lịch cùng nhau. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng vì là đề nghị của Jonah nên Won Ju đã đồng ý. Hai người họ lên một chiếc xe buýt và về vùng nông thôn. Trong mưa, Jonah và Won Ju đạp xe điên cuồng để lại đằng sau mọi lo lắng. Cả Jonah và Won Ju đều ướt đẫm nước mưa. Jonah không ngại để Won Ju cởi quần áo cho mình. Điều đó khiến trái tim Won Ju đập loạn xạ, không nhịn được mà ôm Jonah. Jonah cũng chủ động hôn Won Ju. Sáng sớm, Jonah, người đang có tâm trạng tốt, nhìn lên bầu trời và ngân nga. Won Ju thức dậy với tiếng hát của Jonah, anh đi đến bên cạnh Jonah. Hai người lặng lẽ ôm nhau. Jonah đã nhân cơ hội này để đề nghị với Won Ju cả hai có một mối quan hệ chính thức và công khai. Won Ju vui vẻ đồng ý, chủ động nắm tay đối phương. Không ngờ, Jonah đột nhiên dừng lại, cô nhìn về phía xa và thấy người quản lý của mình. Cô liền thả tay Won Ju ra. Won Ju vội nắm tay cô lần nữa nhưng lại bị Jonah gạt ra. Phớt lờ sự ngăn cản của Won Ju, Jonah đi về phía In-wook và lên xe của anh ta. In-wook có ý định đưa Jonah trở lại sân khấu, nếu không Jonah sẽ bị người hâm mộ lãng quên. Jonah không hài lòng với việc In-wook không trả lời điện thoại trong thời gian này, điều đó khiến cô cảm thấy cô đơn. Và đó là cách mà anh ta trừng phạt cô. Jonah xúc động ra lệnh cho In-wook dừng lại. Chiếc xe vẫn chưa dừng lại, Jonah tức giận nhảy xuống khiến chân bị thương. Cô thích In-wook, mỗi ngày chờ đợi điện thoại của anh ta nhưng nhận lại là sự chờ đợi trong vô vọng. Cô cảm thấy anh ta cũng không khác gì mẹ mình, anh ta lợi dụng tình cảm của cô để khiến cô kiệt quệ. In-wook cho rằng điều đó thật buồn cười, rõ ràng là Jonah đã làm ra một mớ hỗn độn cho công ty, và hiện giờ cô muốn nhanh chóng trở lại làng giải trí thì cần phải có anh ta giúp đỡ. In-wook cảm thấy Jonah không thích bản thân mình chút nào, nếu không cô đã không cư xử như thế trên sân khấu.
anh ta không lợi dụng cô mà là ngược lại. Người đã bỏ rơi cô cũng không phải là anh ta mà chính là cô. Jonah ngồi xổm trên mặt đất và khóc cay đắng. Sau đó Inwook đã đưa Jonah bị chấn thương đi điều trị. Trong thời gian này Won Jun gọi cho cô. Nhìn điện thoại đổ chuông nhưng cô không bắt máy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Inwook ra lệnh cho Jonah lên xe trừ khi cô không muốn gặp lại anh ta nữa. Câu nói đó luôn khiến Jonah sợ hãi, nhưng giờ đây cô không còn sợ hãi nữa. Cô nói với Inwook làm gì thì làm, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Jonah đi bộ trở về nơi cô sống với Won Jun. Thật đáng tiếc khi Won Jun không còn ở đó nữa. Jonah muốn gọi cho Won Jun nhưng cô lại đặt điện thoại xuống. Mặc dù Jonah đã từ chối Inwook, nhưng cô luôn có ước mơ được ca hát. Vào năm thứ 2 trung học cơ sở, Jonah được phát hiện bởi Inwook. Kể từ đó, cô trở thành thực tập sinh. Jonah nhảy múa và luyện tập cả ngày và Inwook chăm sóc mọi thứ cho Jonah. Dần dần, Jonah phải lòng người đàn ông trưởng thành này. Nhớ lại quá khứ, Jonah liền đi gặp lại người đồng đội cũ của mình. Hai người đến quán cà phê gặp nhau. Jonah, người không chú ý đến dáng người của mình, đã gọi một ly sữa lắc với đá khiến đồng đội càng chắc chắn cô đã từ bỏ. Nhóm đã trở lại một lần nữa, đáng tiếc phản ứng của fan không tốt. Trong lòng Jonah cũng không cảm thấy thỏa mãn. Cô hy vọng đồng đội của mình sẽ trở nên nổi tiếng. Hai người vừa trò chuyện vừa uống nước. Trước khi rời đi, cốc nước của đồng đội đã uống gần hết, còn đồ uống của Jonah không nhúc nhích chút nào. Cô ấy có thể buông bỏ cuộc sống của chính mình, nhưng cô vẫn khao khát bản thân tỏa sáng trên sân khấu. Sắp xếp xong cảm xúc trong lòng, Jonah trở về ký túc xá. Jonah đến phòng Won Jun và hỏi anh về chuyện này. Won Jun không muốn trả lời về chuyện này nên muốn rời đi, nhưng Jonah ngăn anh lại và ôm lấy anh. Won Jun ngửi thấy mùi thuốc trên người Jonah, nhưng cô lại nói mình đã bỏ thuốc. Won Jun bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ là mùi của người đó. Mùi giấm chua tiếp tục bốc lên, anh hỏi Jonah có phải anh ta không cần cô nữa nên lại đến tìm anh. Jonah có chút tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn đi vào phòng Won Jun. Won Jun nói ra những nghi ngờ trong lòng và thắc mắc tại sao Jonah lại bỏ lại anh vào thời điểm đó. Jonah lúc đó không biết người cô không muốn mất đi chính là Won Jun. Sau đó cô mới nhận ra và hối hận về hành động của mình. Jonah hy vọng rằng anh sẽ quan tâm đến mình. Lắng nghe những lời chân thành của Jonah, trái tim Won Jun lập tức mềm nhũn. Jonah nhìn Won Jun và nói tôi yêu cậu. Won Jun hài lòng với câu trả lời này và hôn người yêu của mình một lần nữa. Cơn giận của Won Jun cũng biến mất và làm hòa với Jonah. Đối với anh có lẽ phải là Jonah anh mới làm hòa. Cuộc sống yêu đương ngọt ngào lại bắt đầu. Jonah cố tình chọn ra một cặp nhẫn ở một quầy hàng bên đường để kỷ niệm tình yêu giữa hai người. Sau đó Won Jun đưa Jonah đi xem nhóm nhạc nam biểu diễn. Jonah nhìn những thần tượng rất được mong đợi trên sân khấu, lại nghĩ về những tháng ngày tỏa sáng trên sân khấu. Trên thực tế, Jonah luôn muốn trở lại sân khấu, khao khát đó khiến cô bị mất ngủ liên tục. Trong tâm trí cô chứa đầy những khoảnh khắc ở trên sân khấu. Nhưng trước mặt Won Jun, Jonah cố che giấu suy nghĩ thật của mình. Cho đến khi Won Jun vô tình hỏi cô không muốn quay lại với công việc cô từng làm hay sao? Anh muốn xem Jonah hát. Jonah nghiêng đầu nhìn Won Jun, ngốc nghếch hỏi anh nếu công ty muốn cô chia tay với anh thì sao? Một hôm Jonah lảo đảo đi mua thuốc lá, đã bị người đi đường va phải khiến điện thoại di động và ô rơi xuống đất. Khi cô ấy cúi xuống để nhặt đồ lên, thì vô tình nhìn thấy các thành viên nhóm nhạc nữ nhảy múa trên TV. Jonah trở về nhà và thấy người hâm mộ trên video liên tục gọi tên cô khiến trái tim cô một lần nữa gợn sóng. Không phải là cô không muốn quay trở lại, chỉ là bây giờ cô ấy đang vướng vào các vụ kiện do vi phạm hợp đồng với công ty môi giới. Trước đó, Jonah bị bên kia đòi 3 tỷ won. Đối mặt với số tiền bồi thường đó, Jonah đau đớn tột cùng. Jonah nghĩ rằng đó là ý tưởng của Inwook để công ty môi giới kiện cô. Theo hợp đồng, miễn là cô không ký với các công ty khác, thì hợp đồng của công ty môi giới tự động bị vô hiệu hóa. Nhưng Inwook nói rằng dù anh có buông bỏ cô, nhưng giám đốc công ty sẽ không từ bỏ cô. Anh sẵn sàng giúp Jonah trở lại nhưng điều kiện là Jonah và Won Jun phải cắt đứt quan hệ. Jonah không biết làm thế nào để mở miệng nói với Won Jun. Cô chỉ có thể giả vờ thờ ơ trước mặt Won Jun. Won Jun nhận thức được những thay đổi gần đây của Jonah. Anh cũng nhìn thấy những viên thuốc ngủ trên bàn của Jonah, âm thầm ném thuốc vào thùng rác. Nhưng anh vô tình nhìn thấy hộp thuốc lá của đàn ông bên trong. Won Jun đoán rằng Inwook đã đến, vì vậy anh cố tình đến gặp anh ta. Inwook thuyết phục Won Jun chia tay Jonah. Nếu cô ấy muốn trở lại sân khấu thì không thể có vụ bê bối nào. Won Jun quấy rầy Jonah như thế này chắc chắn đã cản trở ước mơ của cô ấy. Won Jun không biết trả lời thế nào, âm thầm siết chặt nắm đấm. Anh nghĩ về cái đêm anh đưa Jonah đến buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam. Các chàng trai trên sân khấu đã nhận ra Jonah và yêu cầu Jonah lên sân khấu và hát một bài hát cho mọi người nghe. Jonah bước lên sân khấu, cô cầm mic lên và bắt đầu hát. Won Jun nhìn Jonah rực rỡ trên sân khấu, dần dần anh cúi đầu xuống. Khoảnh khắc này anh cảm thấy khoảng cách với Jonah quá xa. Won Jun trong lòng chán nản, điên cuồng chạy để trút bỏ cảm xúc. Anh cảm thấy như mình sắp mất Jonah. Jonah trở lại thành công với sự giúp đỡ của Inwook. Inwook cũng thuê một căn hộ hàng đầu cho Jonah và lấy đi điện thoại của cô để ngăn cản cô liên lạc với Won Jun. Sau khi trở lại, sự nghiệp của Jonah đang phát triển mạnh. Vô số người hâm mộ đã phát cuồng vì cô.
còn Won Jun bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi anh lại nhớ Zona. Cho đến tối một ngày, Won Jun đi ra khỏi thư viện vừa hay đi ngang qua Zona khi cô đến biểu diễn ở đây. Zona nhìn thấy Won Jun qua cửa sổ xe xuống xe buýt trước và chờ trên cầu đi bộ. Hai người đã lâu không gặp nhau, Zona đưa Won Jun đi ăn tối. Cô giải thích cho Won Jun biết rằng điện thoại của mình đã bị lấy đi nên không thể liên lạc với Won Jun. Won Jun không nổi cáu với Zona, anh chỉ bình tĩnh nói với Zona mình sẽ tự đi nghĩa vụ quân sự. Trong tương lai, anh sẽ luôn âm thầm cổ vũ cho Zona và chúc giấc mơ của cô ấy thành hiện thực. Zona nghe thấy giọng nói của Won Jun, liền nói với anh trong tình hình hiện tại cô cần 2 năm để công ty không còn quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cô nữa. Chỉ cần Won Jun kiên nhẫn, chờ đợi. Nhưng Won Jun tàn nhẫn đề nghị chia tay Zona khiến cô rất tức giận. Khi cô chỉ là người hết thời không có gì để làm thì Won Jun cảm thấy xứng đáng với cô. Bây giờ khi cô trở nên xinh đẹp và thành công thì anh chịu không nổi. Đôi mắt của Zona đỏ lên khi cô nói những điều này. Cô cáo buộc Won Jun không giữ lời hứa mà chọn cách trốn thoát, cũng giống như những người khác cũng đã bỏ rơi cô. Won Jun thừa nhận những điều đó khiến Zona khóc lóc thảm thiết rồi xoay người rời đi. Khi chờ tàu điện ngầm đến Zona, hy vọng Won Jun sẽ chạy đến với mình nên liên tục nhìn về phía cầu thang. Nhưng cuối cùng, Won Jun vẫn không đến. Zona càng đau lòng hơn. Won Jun cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Anh nhìn về hướng Zona đã rời đi nghẹn ngào. Trong 4 năm tiếp theo, không còn Won Jun trong thế giới của Zona. Cô liên tục cố gắng để phát triển sự nghiệp và trở thành thần tượng hàng đầu của Hàn Quốc. Won Jun từng bước hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Thỉnh thoảng một mình anh sẽ uống rượu và say bí tỉ. Bất cứ khi nào anh nhìn thấy tấm áp phích của Zona trong tàu điện ngầm, trái tim anh lại nhói lên. Cho đến một ngày Won Jun trở về ký túc xá để tham dự một buổi tụ tập bạn bè. Sau khi kết thúc, Won Jun quay lại lấy quần áo liền gặp Zona đang hút thuốc ở ngoài sân. Không gặp nhau trong 4 năm, Zona hỏi về tình hình gần đây của Won Jun. Won Jun thờ ơ với cô, câu trả lời câu không. Sau khi hai người chia tay, Zona trở về nhà bỗng bật khóc. Hai người từng yêu nhau say đắm, bây giờ cô nhận được từ anh một câu bảo trọng. Trái tim Zona vô cùng đau đớn, cô ngồi như thế này trong một đêm. Sau đó liền đến tìm Won Jun và oán hận hỏi anh không nói gì với cô ấy ngoại trừ câu bảo trọng hay sao. Won Jun vẫn không trả lời Zona. Nhờ có Won Jun mà cô mới có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Thời điểm đó cô không muốn thức dậy vào buổi sáng vì căm ghét bản thân. Nhưng nhờ có Won Jun, cô đã biết yêu quý bản thân, không còn cô đơn và đau khổ. Công việc cũng suôn sẻ, có nhiều người ở bên dù không có anh, nên lúc này cô không cần anh nữa. Đôi mắt của Zona ướt lệ, cô yêu cầu Won Jun chủ động thừa nhận sai lầm với mình lần này. Cô yêu cầu Won Jun xin lỗi và hối hận vì đã tệ với cô. Won Jun cũng thừa nhận những điều đó khiến Zona hài lòng mà nói rằng cô yêu anh. Zona ôm Won Jun và khóc trong niềm hạnh phúc. Ngay sau đó Won Jun đã đậu được vào cuộc thi công chức. Zona tiếp tục sự nghiệp của mình với tư cách là một thần tượng. Cho đến tối một ngày Won Jun đi cùng cấp trên đi mua bánh. Cùng với đó Zona cũng đến đây sau khi tham dự sự kiện. Won Jun nhanh chóng đưa cấp trên đi theo hướng ngược lại với Zona, sau đó anh thở phào nhẹ nhõm. Zona đột nhiên quay đầu lại và nhìn sau lưng Won Jun và tiếp tục rời đi. Không biết liệu hai người biến thành một mối tình ngầm hay buông tay nhau hoàn toàn. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.